Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tính đến thời điểm này, toàn bộ các phương tiện tàu thuyền, lồng bè với hơn 5.500 lao động trên biển đã về đến nơi tránh trú an toàn, không còn phương tiện tại vùng nguy hiểm. Phóng viên Trung Kiên đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Xin kính chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này tôi đang có mặt tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, ở khu vực ven biển, nơi mà chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, một cơn bão rất mạnh. Và điều chúng tôi mới cập nhật đó là cơn bão đang có sự dịch chuyển, dịch hướng nhiều hơn về phía Hải Phòng. Như vậy đây sẽ là khu vực tâm bão và ảnh hưởng trực tiếp trong ít giờ tới nữa thôi. Và lúc này thì các bạn có thể thấy tình hình gió đang rất là mạnh, cây cối đang nghiêng đổ. Và theo cập nhật của chúng tôi trong sáng nay, tại quận Đồ Sơn đã có rất nhiều cây xanh bị bật gốc và đổ gãy trên đường. Còn tại khu vực ven biển thì sóng cũng đã mạnh hơn lên rất nhiều. Lúc này thì trước cái tình hình nguy cấp thì Sở Chỉ huy Tiền Phương đã được thành lập và đặt tại thành phố Hải Phòng, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ làm chủ trì tại điểm cầu Sở Chỉ huy Tiền Phương cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các thành viên bộ ngành cũng như là địa phương là Hải Phòng. Do tính chất cấp bách và mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3 lần này nên công tác chỉ đạo phải rất khẩn cấp. Và đặc biệt là theo thông tin của chúng tôi thì cập nhật ở một số địa phương thì cũng đã có những cái thiệt hại về tài sản khi mà gió mạnh đã lớn và gây ra nhiều tàu bị trôi cũng như là nhiều cây xanh bị đổ gãy và nhiều đường dây điện cũng đã bị bật gốc và bị hư hỏng. Và rõ ràng là cái cơn bão số 3, một cơn bão rất mạnh trong nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Hải Phòng cũng như nhiều tỉnh ở miền Bắc. Và đó là sức gió, đó là mưa rất là lớn. Và được dự báo thì cái cơn mưa lần này có thể lên đến vài trăm mm và hoàn lưu của cơn bão sẽ gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng ngập lụt và có thể gây sạt lở trên diện rộng. Vì vậy các địa phương đang rất tích cực trong cái việc triển khai cái việc ứng phó. Và lúc này thì ngày càng gió ngày càng mạnh lên. Và chúng ta có thể ghi nhận cái hình ảnh gió rất mạnh đang ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực quận Đồ Sơn. Toàn bộ những hộ dân ở trong khu vực sung yếu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ở khu vực này chủ yếu là sơ tán xen ghép, tức là những cái nhà yếu, nhà mái tôn, nhà không kiên cố sẽ được sơ tán ra những nhà người thân an toàn ở mức cao hơn. Đặc biệt là sơ tán ở khu vực trường học. Vâng, các bạn có thể thấy là mái tôn bay rất nhiều. Và những ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại quận Đồ Sơn sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, cảm ơn những ghi nhận vừa rồi.